Đối với tôi thì vẫn còn thiếu một cái gì đó cần phải cháy bỏng hơn nữa của chất cao nguyên. Em có cái của riêng mình, vẫn mang trong mình một trái tim Tây Nguyên. Cái giọng của em rất sáng. Dòng xê xan trong đôi mắt em, có hương dịu cần say men, say men. Có ngọn lửa nào đang nhan trôi vơi? Em đẹp thế, Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không gian nhìn vào đôi mắt Pleiku biển hồ đây, mơ đắm chìm vào đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Không gian nhìn vào đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Bài hát cháy bỏng đúng không ạ? Và Thanh Ngọc thấy là bài hát đôi mắt Pleiku, nhưng mà mọi người xem thấy mắt chớp 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 chớp, bởi vì bạn đã đem đến một không khí quá nồng nhiệt trong đêm nay. Và mọi người chắc hẳn là
Cũng nhớ, Izalin vừa rồi đã rất xuất sắc nằm trong nhóm tự tin, có nghĩa là một trong ba người tạm thời xếp đầu bảng vào đêm thứ nhất của chung kết tiếng hát truyền hình 2012. Và hy vọng là với bài hát Đôi Mắt Pleiku này thì bạn sẽ giữ vững phong độ của mình. Nhưng trước tiên thì chúng ta hãy lắng nghe phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo ạ. Xin chào em. Trong hôm nay khi mà tôi chứng kiến cái buổi trình diễn của em thì tôi cảm giác giống như là mình không phải ở trong cái cuộc thi truyền thống nữa, và thật sự đó là sân chơi của những cái tính cách âm nhạc khác nhau và rất là đa dạng, sinh động. Giống như lần trước ạ, khi mà tôi nghe em hát thì tôi thấy có gì đó nó hơi an toàn quá. Nhưng mà lần này thì em đã thay đổi cái điều đấy. Và thực sự là tôi rất là thích. Và hy vọng là em có thể mang cái sự mãnh liệt đấy vào trong tất cả những bài hát em sẽ hát. Cảm ơn em. Vâng ạ. Xin cảm ơn anh Việt Anh và xin mời nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Em thấy chị rất là muốn nói nhiều điều đó hả? Không hiểu sao anh Việt Anh lại hiền như thế, bởi vì hồi xưa Sài Gòn Boy đánh rock rất hay. Chị đã được tỉ thí cùng với anh ý. Anh ý chơi org và anh Tuấn Thăng phải không ạ? Chơi rock rất hay, mà tại sao hôm nay anh nhận xét quá hiền quá hả? Hôm nay em đã làm cho cả khán phòng cuốn theo cái bài hát của em. Bài hát này trong các cuộc thi, các ca sĩ Tây Nguyên đã hát rất là nhiều. Nhưng hôm nay ngồi ở đây chị lại có một cái không khí rất là khác, cảm nhận rất là khác. Chị muốn nhảy lên sân khấu hát cùng với em, nhưng rất tiếc chị không phải là thí sinh. Chúc mừng em vì hôm nay em đã làm cho trái tim chị dạo dực trở lại, vì chị là một fan nhạc rock từ xưa đến nay. Chị rất mê. Chúng ta có thể thấy rằng những lời nhận xét gọi là rất có lợi cho Izalin đúng không ạ? Bởi vì thật sự ra ngày hôm nay bạn trình diễn rất là tốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng biết số điểm mà ban giám khảo dành cho